Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 128: Nhạc Phi đọa đường ngã quỷ. Khi tôi 26 tuổi bắt đầu học Phật, lão cư sĩ Chu Kính Vũ sắp 70 tuổi rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện. Ông là người Ôn Châu, Triết Giang. Ông nói với tôi, cuối năm tuyên thống, họ ở dưới quê. Thôn lân cận dưới quê có một người đi học, rất là hiếu thuận với cha mẹ. Người đi học này tuy là thi đỗ cử nhân, nhưng không có làm quan. Thế nhưng đời sống của gia đình vẫn có thể trải qua được. Người cử nhân này có một hôm ngủ trưa thấy một giấc mộng. Anh mộng thấy có một người dắt con ngựa đưa cho anh cái thiệp mời. Người cử nhân hỏi, người nào mời tôi vậy? Người kia nói, đại tướng quân của nhà tôi mời anh vậy. Người cử nhân nói, đại tướng quân nào? Tôi trước giờ không hề quen biết. Có phải ông đã mời sai người rồi hay không? Người cử nhân chưa từng qua lại với những người võ tướng, cũng chưa từng tiếp xúc với quan văn. Người kia nói, tên trong thiệp mời có phải là của anh hay không? Người cử nhân nói, đúng là tên của tôi, không sai. Thế nhưng đây có thể là giống tên, giống họ. Vậy thì không cần bận tâm, nếu đã đúng tên họ rồi thì mời anh lên ngựa. Sau khi lên ngựa rồi, anh liền cảm giác con ngựa này không đi trên đất, dường như đang bay trong không trung vậy. Không bao lâu thì đến nơi, anh xem thấy một cung điện nguy nga tráng lệ. Xem thấy rất có nhiều người đang nói chuyện, đang nghị luận. Anh liền lắng nghe tìm hiểu xem vị tướng quân này là ai. Người ta nói với anh là Nhạc Phi. Anh nghĩ, Nhạc Phi là người Triều Tống. Nhạc Phi đến tìm ta, vậy chẳng phải là ta đã chết rồi ư? Vậy thì không được. Ta trên vẫn còn cha mẹ, dưới vẫn còn vợ và con cái, làm sao mà chết được chứ? Một chốc Nhạc Phi liền thăng đường, triệu tập mọi người khai hội. Ông ấy mời người cử nhân này đến để làm thư ký. Thảo luận vấn đề gì vậy? Chinh phạt phương Bắc, đi đánh quân Kim. Nhìn thấy Nhạc Phi, trong lòng anh ta nghĩ, con người gì sớm muộn rồi cũng phải chết. Có thể giúp Nhạc Phi, vì anh hùng dân tộc này dẫu có chết cũng rất vinh quang. Cho nên anh liền nói với Nhạc Phi rằng, trong nhà tôi còn có cha mẹ, vợ con, tôi phải trở về giao phó mọi việc. Nhạc Phi nói, ta đưa ngươi trở về xử lý mọi việc. Sau 4 tháng, ngày mà chúng ta xuất phát, ta sẽ phái người đến đón ngươi. Liền đưa anh ấy trở về. Sau khi trở về, anh ấy tỉnh dậy, cảm thấy cái cảnh giới này rất rõ ràng, không giống như đang nằm mộng. Anh ấy liền đem câu chuyện này kể cho cha mẹ nghe. Cha mẹ của anh nói, đây chỉ là một giấc mộng, làm gì có thật chứ? Thế nhưng anh ấy không cho là giấc mộng. Thế là tất cả việc hậu sự trong nhà anh đều chuẩn bị hết. Đến hôm cái ngày đã hẹn, anh ấy liền triệu tập bà con thân thích trong nhà, từ biệt mọi người. Lão cư sĩ Chu Kính Vũ lúc đó khoảng 15-16 tuổi, ông cũng đi xem sự việc này. Sau khi ăn cơm xong, người cử nhân này liền nói với mọi người, tôi sắp phải đi rồi. Anh ấy trở về phòng, nằm lên giường. Không bao lâu anh ấy nói, người đón tôi đã đến rồi, đang đứng ngoài cửa. Cha của anh liền quát mắng, tôi chỉ có độc nhất một người con, sao lại muốn bắt con tôi đi phục dịch, thật là không cam tâm.
Sau cùng anh ấy khuyên bảo cha mẹ mình, có thể đi theo Nhạc Phi cũng rất là vinh quang rồi. Cha của anh liền hạ cơn giận mà nói, được rồi con đi đi. Anh ấy lập tức liền ngừng thở. Lão cư sĩ Chu nói, sự việc này có rất nhiều người trông thấy. Sau nửa năm, ngày 10 tháng 10, Vũ Sương khởi nghĩa, cách mạng thành công. Bạn xem, Dương Gian vẫn chưa có động binh, quỷ ở âm cảnh đã động binh rồi. Bạn tưởng tượng xem, cái oán khí đó của Nhạc Phi đã hơn 1.000 năm rồi vẫn chưa tiêu mất. Ông ấy vẫn trong ngạ quỷ làm quỷ vương. Người học Phật chúng ta biết được cái ý niệm này của Nhạc Phi đã sai. Nếu cái oán khí này của ông tiêu mất thì ông ấy sớm đã sanh thiên. Yêu nước, yêu dân, tận trung báo quốc, cái công đức này nhất định sẽ được sanh thiên, không đến nỗi phải đọa vào ngạ quỷ. Ông còn ở đường ngạ quỷ chính là không buông xả được cái ý niệm này. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.